Thưa quý vị, kỷ niệm 15 năm thành lập 14 tháng 10 2007, 14 tháng 10 2022, công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép TCCT thuộc tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân. Công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép TCCT điều hành và khai thác cảng nước sâu đầu tiên tại Việt Nam. Công ty ra đời góp phần khẳng định vị thế của hệ thống cảng biển Việt Nam trên bản đồ vận tải biển thế giới. Quá trình hoạt động, TCCT luôn chủ động ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp để tiếp nhận, xếp dỡ hàng hóa, trong đó có các loại hàng là thiết bị siêu trường, siêu trọng. Sau 2 năm hoạt động, năm 2009, doanh thu công ty mới đạt trên 80 tỷ đồng, thì đến năm 2021, doanh thu đã tăng gấp 9 lần, đạt gần 741 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 78 tỷ đồng, tăng 6,5 lần. 15 năm xây dựng và phát triển của công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về khai thác cảng, dịch vụ logistics, khai thác hàng siêu trường siêu trọng, góp phần khẳng định thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn, thương hiệu hàng đầu trong kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải kinh tế biển tại khu vực và trên thế giới. Thực hiện chức năng kinh tế, cảng TCCT còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng khu vực Cái Mép Thị Chải, tích cực tham gia các hoạt động dân vận, quân vận, an sinh xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian tới, cảng TCCT tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ logistics, hợp tác liên doanh liên kết với các cảng doanh nghiệp để mở rộng khai thác hàng dự án, hàng siêu trường siêu trọng và dịch vụ logistics, phát triển ngang tầm khu vực vào năm 2030 và trở thành một đầu mối cảng biển đẳng cấp thế giới vào năm 2045. Chúng tôi rất đồng tình và tâm đắc với mục tiêu chiến lược của công ty là mở rộng hợp tác liên doanh liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh hiệu quả. Trong đó được cụ thể hóa bằng các giải pháp như tập trung phát triển dịch vụ logistics mang tính cốt lõi, hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với các cảng đơn vị trên địa bàn để mở rộng khai thác hàng hóa dự án, hàng siêu trường siêu trọng và dịch vụ logistics. Mục tiêu này rất phù hợp với định hướng phát triển cảng biển quốc gia. Thực hiện những mục tiêu này không chỉ đem lại cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty mà đem lại sự phát triển và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích xuất sắc trong 15 năm hoạt động, công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Một tập thể và 4 cá nhân công ty cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.